Xin chào, chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với chuyên mục tin tức bóng đá trong ngày của kênh Bóng đá 365. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật thông tin hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm những thông tin đáng chú ý sau đây. Trực tiếp nóng từ phòng họp báo, ông Park gạch tên Tuấn Tài và Tiến Anh khỏi danh sách đấu Ả Rập Xê Út. Trước cuộc họp báo về trận đầu tiên vòng loại thứ 3 World Cup 2022 gặp đội chủ nhà Ả Rập Xê Út, thầy Park đã quyết định không đăng ký hai cầu thủ là Hồ Tuấn Tài và Lê Tiến Anh. Cũng giống như vòng loại thứ 2 World Cup 2022, mỗi đội được đăng ký tối đa 23 cầu thủ trước mỗi trận. Huấn luyện viên Park Hang-seo mang sang Ả Rập Xê Út 25 cầu thủ và sau 4 buổi tập tại nước bạn, ông đã quyết định không đăng ký hai cầu thủ là Hồ Tuấn Tài và Lê Tiến Anh. Xin được nói rõ hơn, đây chỉ là không đăng ký cho trận gặp đội Ả Rập Xê Út, nên hai cầu thủ này vẫn không bị loại khỏi đội tuyển Việt Nam và vẫn có cơ hội góp mặt ở trận gặp Úc khi về sân nhà thi đấu vào ngày 7 tháng 9 tới đây. Ông Park chọn nhân sự ở mỗi trận tùy thuộc vào tính chất của trận đấu, cũng như phong độ cầu thủ hoặc sự tương thích của cầu thủ cho từng loại đối thủ khác nhau. Việc ông loại Hồ Tuấn Tài đúng như dự đoán, bởi trong số các tiền đạo của tuyển Việt Nam, em họ của Văn Quyến tỏ ra bất lợi nhất. Khả năng phối hợp đồng đội của anh không thực sự tốt. Còn Tiến Anh cũng không thể cạnh tranh được với những tiền vệ giữa dày dặn kinh nghiệm như Tuấn Anh, Xuân Trường. Khi được đẩy lên đá tiền vệ cánh, tân binh này lại không thể bằng Văn Đức. Theo kế hoạch, vào 20 giờ 30 phút ngày 1 tháng 9, tức 0 giờ 30 phút ngày 2 tháng 9 theo giờ Việt Nam, đội tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập duy nhất trên sân chính King's Touch University. Cũng trong ngày 1 tháng 9, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ họp báo trước trận từ 20 giờ đến 20 giờ 15 phút theo giờ địa phương, tức 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 2 tháng 9. Đội chủ nhà tập vào 19 giờ và họp báo vào 20 giờ 30 cũng theo giờ địa phương. Trận đấu giữa đội Ả Rập Xê Út và thầy trò ông Park vào 21 giờ ngày 2 tháng 9, tức 1 giờ ngày 3 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam đạp cỏ Mittelstein Park, sẵn sàng tạo bất ngờ trước Ả Rập Xê Út. Đội tuyển Việt Nam có buổi tập trên sân đấu chính trước khi đối đầu Ả Rập Xê Út ở trận gia quân AFC Asian Qualifier Round Qatar, vòng loại thứ 3 World Cup khu vực châu Á. Chỉ còn một ngày nữa là đội tuyển Việt Nam sẽ chính thức bước vào hành trình lịch sử tại vòng loại thứ 3 World Cup khu vực châu Á. Trước trận gia quân gặp đội chủ nhà Ả Rập Xê Út, thầy trò huấn luyện viên Park sẽ có buổi tập làm quen sân đấu chính, hay còn gọi là Mittelstein Park. Buổi tập của đội tuyển Việt Nam sẽ được diễn ra vào lúc 20 giờ tối ngày 1 tháng 9 theo giờ địa phương, tức 1 giờ rạng sáng ngày 2 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Trước đó, huấn luyện viên Park Hang-seo cùng đội phó Đỗ Duy Mạnh sẽ tham gia vào buổi họp báo trước trận để thông tin về tình hình của những chiến binh sao vàng. Được biết, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ chỉ cho các cầu thủ tập nhẹ, dứt điểm cầu môn để tạo cảm giác hưng phấn ở buổi tập tới đây. Chuyên gia người Hàn Quốc giảm dần cường độ tập luyện của đội tuyển nhằm chọn điểm rơi phong độ tốt nhất cho các tuyển thủ. Trước đó, đội tuyển Việt Nam đã chia đôi đấu nội bộ để tổng duyệt đội hình và giúp các cầu thủ có thêm cảm giác thi đấu. Thầy Park yêu cầu các học trò hạn chế va chạm mạnh nhằm tránh chấn thương cho đồng đội. Đây chính là cữ dượt cuối cùng trước khi xung trận, tạo đà tâm lý khi chạm trán Ả Rập Xê Út. Dự kiến danh sách chính thức 23 cầu thủ tham dự trận đấu với đội tuyển Ả Rập Xê Út sẽ được công bố buổi họp kỹ thuật vào tối ngày 1 tháng 9. Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ loại thêm 2 cầu thủ trước khi đội tuyển Việt Nam đá trận ra quân vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra vào lúc 1 giờ rạng sáng ngày 3 tháng 9. Báo chí Đức, Việt Nam nỗ lực đưa bóng đá Đông Nam Á trở lại World Cup. Ngay trước thềm lượt trận đấu vòng loại thứ 3 World Cup 2022, kênh truyền hình quốc tế nổi tiếng của Đức, Deutsche Welle, ngày 31 tháng 8 đăng tải một bài viết nhận định về cơ hội của tuyển Việt Nam. Theo tờ báo này, đã hơn 80 năm kể từ khi một quốc gia Đông Nam Á góp mặt tại vòng chung kết World Cup. Thành tích ảm đạm như vậy một phần được lý giải bởi sự yếu kém điều hành và bê bối. Năm 1938, Indonesia khi đó là thuộc địa được gọi là Đông Ấn Hà Lan xuất hiện tại vòng chung kết World Cup. Kể từ đó, Đông Nam Á, khu vực yêu bóng đá cháy bỏng với 650 triệu dân, vẫn chưa trở lại sân khấu toàn cầu. Niềm hy vọng ấy giờ đang hướng đến tuyển Việt Nam khi thầy trò ông Park Hang-seo góp mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Theo bài viết trên tờ báo này, trong khi các quốc gia châu Á nhỏ hơn khác như là UAE hay Kuwait đã xuất hiện tại vòng chung kết World Cup, thì không một quốc gia nào từ khu vực Đông Nam Á cuồng nhiệt và đông dân hơn đến gần giải đấu. Hàn Quốc và Nhật Bản thường xuyên hưởng lợi từ những ngôi sao đẳng cấp, nhưng chưa có cầu thủ Đông Nam Á nào trở nên nổi bật ở các giải đấu lớn của châu Âu.
Việt Nam đang đặt mục tiêu làm được điều đó vào năm 2022 khi họ chuẩn bị góp mặt ở vòng loại cuối cùng, vòng loại World Cup lần đầu tiên. Tất cả bắt đầu vào ngày 2 tháng 9 với chuyến đi khó khăn đến sân tuyển Ả Rập Xê Út. Hàng triệu người hâm mộ ở quê nhà sẽ cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam và nhiều người khác trong khu vực sẽ theo dõi. Theo DW, thành công của tuyển Việt Nam gần đây nhờ vào hệ thống đào tạo trẻ nên khả năng của từng cầu thủ sẽ được nâng cao hơn. Tuy nhiên, theo Steve Derby, cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ Việt Nam từng làm việc tại Malaysia, Thái Lan và Singapore, khả năng là chưa đủ. Huấn luyện viên người Úc cho rằng những thất bại trong quá khứ của bóng đá Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng một phần là do những sự điều hành không tốt. Cơ hội của bóng đá Việt Nam. Kênh DW đánh giá, bóng đá Việt Nam đã có dấu hiệu chuyển hướng khỏi tư duy ngắn hạn và đã có những bước tiến trong phát triển dài hạn với việc chú trọng đào tạo trẻ trong những năm gần đây. Năm 2020, Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF được Liên đoàn bóng đá châu Á vinh danh là một trong ba học viện hàng đầu châu Á. Cựu huấn luyện viên của tuyển Nhật Bản và Nam Phi, Philip Chaussier đã làm việc ở đó cho đến tháng 4 vừa qua. Trong tháng 12 năm ngoái, 20 cầu thủ đã tốt nghiệp học viện tham gia các câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp trong nước. DW dẫn một phát biểu của huấn luyện viên Chaussier nói vào năm 2019. Tôi là huấn luyện viên trưởng của tuyển U19, nên tôi nghĩ mình cũng là trợ lý của ông Park Hang-seo. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Việt Nam, tôi cầu chúc cho đội tuyển quốc gia sẽ có được những thành công như tuyển U23 và các đội tuyển trẻ trong những năm gần đây. Cả tôi và huấn luyện viên Park đều có một triết lý chung, đó là tạo ra động lực và khát vọng ở những người làm bóng đá. Huấn luyện viên Park Hang-seo trở thành huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam vào năm 2017 và mang theo cách tiếp cận thực dụng hơn. Huấn luyện viên Derby nhận định, Việt Nam đã tiến bộ vượt bậc và giờ là một tập thể thực sự, chứ không còn là một đội chỉ dựa vào số ít ngôi sao. Lý do là trước hết họ đã bổ nhiệm một huấn luyện viên xuất sắc như Park và liên đoàn đã không can thiệp để cho phép ông ấy làm công việc của mình. Kênh DW cũng dẫn những nhận định của một số chuyên gia cho rằng cơ hội của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 vẫn khả thi, nhưng World Cup 2026 sẽ là mục tiêu chính. Tại vòng loại thứ 3, tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng với những đối thủ mạnh như Nhật Bản, Úc, Ả Rập Xê Út, Trung Quốc và Oman. Một vị trí trong top 2 sẽ giúp tuyển Việt Nam đoạt vé trực tiếp tham dự vòng chung kết World Cup 2022, nhưng vị trí thứ 3 đồng nghĩa với việc phải đá trận playoff với đội đứng thứ 3 của bảng A để tiến đến gần hơn đến Qatar. Dẫu vậy, trong suy nghĩ của huấn luyện viên Derby, tuyển Việt Nam hiện vẫn sẽ gặp thách thức cực lớn để hy vọng đoạt vé dự vòng chung kết World Cup 2022. Trái tim tôi muốn tuyển Việt Nam đoạt vé, nhưng lý trí của tôi nói rằng họ sẽ chưa thể tham dự vòng chung kết World Cup lần này, nhưng nên lên kế hoạch cho năm 2026. Tuyển Việt Nam có thể hy vọng góp mặt ở vòng chung kết World Cup 2026 khi giải đấu sẽ tăng từ 32 lên 48 đội tranh tài. Theo lịch thi đấu, tuyển Việt Nam sẽ gặp chủ nhà Ả Rập Xê Út ở lượt trận đầu tiên bảng B diễn ra lúc 1 giờ ngày 3 tháng 9 theo giờ Việt Nam trước khi trở lại Hà Nội và đón tiếp tuyển Úc trên sân Mỹ Đình vào ngày 7 tháng 9. Huấn luyện viên Ả Rập đặt mục tiêu khó cho đội nhà trước trận đấu với Việt Nam. Huấn luyện viên Hilver Reynard bên phía Ả Rập Xê Út đang rất nghiêm túc và đặt mục tiêu cao cho trận đấu mở màn gặp Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Trước thêm trận đấu mở màn vòng loại thứ 3 World Cup 2022 đối đầu với đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Hilver Reynard bên phía Ả Rập Xê Út liên tục đặt những mục tiêu cực nghiêm khắc. Trước đó, ông từng tuyên bố chỉ nghĩ đến Việt Nam trong suốt thời gian qua và quyết không để mất điểm ở bất cứ trận cầu nào. Mới đây, theo thông tin từ tờ Aris Jadidia, huấn luyện viên Hilver Reynard còn đặt mục tiêu giữ sạch lưới khi chạm mặt tuyển Việt Nam. Chiến lược gia người Pháp cùng các học trò rất mong muốn có được trận giữ sạch lưới thứ tư liên tiếp, đồng thời cũng là trận thứ 7 không bị thủng lưới tại vòng loại World Cup 2022. Nhằm khích lệ tinh thần chiến đấu của đội nhà, tờ Ari Jadiyat đã liệt kê thành tích ấn tượng của tuyển Ả Rập Xê Út nhằm khích lệ tinh thần chiến đấu của đội nhà trước Việt Nam. Huấn luyện viên Hilver Reynard hứa sẽ giúp Ả Rập Xê Út không thủng lưới trước Việt Nam. Tờ báo này viết, trong lịch sử tham gia vòng loại World Cup, tuyển Ả Rập Xê Út đang có tỷ lệ chiến thắng là 55% ở các trận đấu diễn ra vào tháng 9. Trận thắng đầu tiên của Ả Rập Xê Út tại vòng loại World Cup diễn ra trong tháng 9 là khi chúng ta đánh bại Kuwait với tỷ số 2-1 ở vòng loại World Cup năm 1998. Từ đó đến nay, chúng ta đã thắng 10 trên 18 trận trong tháng 9, còn lại là 7 trận hòa và 1 thất bại. Trận thua duy nhất của Ả Rập Xê Út là khi chúng ta để Australia khuất phục với tỷ số 3-1 tại vòng loại World Cup 2014. Ả Rập Xê Út còn ghi được 36 bàn thắng trong những trận đấu kể trên.
Đáng chú ý, vào ngày 4 tháng 9 năm 2015, chúng ta đã từng khiến mảnh lưới Timor-Leste rung lên tới 7 lần tại vòng loại World Cup 2018. Thông tin trên cũng đã khép lại chuyên mục tin tức bóng đá trong ngày của kênh Bóng Đá 365. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức hấp dẫn nào đến từ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!